Để tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tiết kiệm chi phí in ấn thẻ vào chợ, kiểm soát người ra vào chợ, truy vết nhanh phục vụ công tác phòng chống Covid-19 tại các chợ theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Thời gian qua, Sở Công thương thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo các địa phương xem xét chỉ phát một loại thẻ vào chợ, QR code và thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân trên địa bàn sử dụng thẻ QR code để vào các chợ thuộc Sở Công thương quản lý hiện nay số lượng thẻ vào chợ QR code tại 4 chợ thuộc Sở Công Thương quá thấp. Chỉ chiếm tỷ lệ 2,16%, trong khi số lượng thẻ giấy vào chợ rất lớn, chiếm 97,84%.